Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết, du khách đến Singapore sẽ được đi qua một hành lang đi lại đặc biệt và cư trú trong các cơ sở chuyên dụng trong tối đa 14 ngày. Du khách đến đây sẽ phải xét nghiệm Covid-19 định kỳ trong suốt thời gian lưu trú và chỉ có thể di chuyển trong cơ sở với một nhóm tối đa 5 người một lúc để giảm nguy cơ lây nhiễm hàng loạt. Singapore đã chi hàng tỷ đô la Mỹ nhằm bảo vệ nền kinh tế nước này khỏi sự sụt giảm nghiêm trọng do Covid-19 và đang nỗ lực nối lại hoạt động đi lại quốc tế trong bối cảnh đảo quốc sư tử đăng cai diễn đàn kinh tế thế giới vào năm 2021.